Tại sao Intel mạnh tay rót tiền vào châu Âu? Intel, nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ, đang hướng tới lục địa già với kế hoạch đầu tư lớn. Tuần qua, công ty đã công bố một dự án xây dựng nhà máy lắp ráp và thử nghiệm chip bán dẫn tại Wrocław, Ba Lan. Đây là một chương trong kế hoạch đầy tham vọng của Intel với dự kiến chi hàng chục tỷ đô vào châu Âu nhằm tăng cường sản lượng chip bán dẫn, lấy lại vị thế ông hoàng ngành chip một thời. Trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 1 tại Liên minh châu Âu-EU được công bố vào giữa tháng 3, Intel sẽ rót khoảng 100 tỷ đô trong vòng 10 năm vào chuỗi cung ứng chip bán dẫn tại châu Âu, bao gồm nghiên cứu phát triển, sản xuất và công nghệ hoàn thiện. Ngoài nhà máy 5 tỷ đô tại Ba Lan, Intel cũng đang đầu tư 22 tỷ đô vào một siêu trung tâm sản xuất chip bán dẫn tại thành phố Marsberg của Đức và đồng thời thiết lập một trung tâm nghiên cứu và thiết kế chip tại Pháp. Intel cũng đã rót vốn vào các dự án nghiên cứu phát triển, xây dựng thêm các dây chuyền khuôn đúc và sản xuất chip bán dẫn tại Ireland, Italy và Tây Ban Nha. Sự tham gia mạnh mẽ của Intel vào thị trường châu Âu không chỉ giúp công ty mở rộng dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất của mình, mà còn hỗ trợ châu Âu xây dựng hệ sinh thái chip bán dẫn thế hệ mới. Các khoản đầu tư này nhằm đáp ứng nhu cầu ổn định và cân đối nguồn cung chip bán dẫn trong tương lai, giúp châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc. Pat Gelsinger, CEO của Intel nhận xét, các khoản đầu tư này là một bước tiến đáng kể cho cả Intel và châu Âu. Đạo luật chip EU sẽ khuyến khích chính phủ và doanh nghiệp tư nhân hợp tác để nâng cao vị thế của châu Âu trong lĩnh vực chip bán dẫn. Đạo luật chip thông qua vào đầu năm 2023 bởi EU cung cấp những ưu đãi lớn cho các doanh nghiệp trong ngành chip bán dẫn. Đạo luật này được dự đoán sẽ thúc đẩy sự sáng tạo và nghiên cứu tại châu Âu và khuyến khích các doanh nghiệp hàng đầu chuyển dây chuyền sản xuất tiên tiến của họ đến khu vực này để hưởng lợi. Những năm 2000, Intel vẫn là nhà sản xuất chip hàng đầu trên thế giới. Nhưng ngày nay, hãng này đã bị các đối thủ như TSMC và Nvidia vượt mặt. Trong nỗ lực lội ngược dòng, lãnh đạo Intel đã quyết tâm thay đổi mọi thứ và tận dụng chính sách của EU và Mỹ chính là một trong những chiến lược đó. Các nhà máy khổng lồ mà Intel đang xây dựng tại Đức và Mỹ là một phần trong kế hoạch thực hiện tham vọng hồi sinh sản phẩm chip bán dẫn của hãng này. Theo thỏa thuận đang đàm phán, việc xây dựng nhà máy 22 tỷ đô tại Marsberg có thể giúp cho Intel nhận lại khoảng 11 tỷ đô la Mỹ dưới dạng trợ cấp từ chính phủ của nước Đức. Trước đó, thì chính phủ Mỹ đã cam kết sẽ trợ cấp tới 12 tỷ đô cho các cơ sở nghiên cứu sản xuất mới mà Intel dự định xây dựng tại nước Mỹ. Dự án tại Marsberg của Đức dự kiến sẽ tạo ra 7.000 việc làm trong quá trình xây dựng, cùng với 3.000 việc làm lâu dài cho nhân viên tại nhà máy Intel. Cơ sở này dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ 2027. Ngoài Đức, Intel còn dự kiến sẽ chi 13 tỷ đô để nâng cao năng suất nhà máy sản xuất chip tại Lakeslip Island. Cơ sở này là một trong những nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại nhất của Intel. Tại Italy, Intel cũng đang thảo luận về việc xây dựng một nhà máy lắp ráp và thử nghiệm chip bán dẫn trị giá 5 tỷ đô với chính phủ Italy. Nhà máy này sẽ tạo ra 4.500 việc làm và có thể đi vào hoạt động trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2027. Intel cho biết các khoản đầu tư này sẽ giúp cải thiện năng lực thiết kế chip và thúc đẩy ngành công nghiệp cung ứng thiết bị và nguyên vật liệu của các nước châu Âu. Các dự án này dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn kỹ sư và người lao động có kỹ năng trong ngành công nghệ cao, thúc đẩy tương lai số hóa của EU. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.